Chào các bạn, mình giới thiệu tới một bộ giảm tốc nha, giảm tốc điện 220. Cái loại này thì nhìn thông số các bạn, nhìn thông số nè, mình thấy rất là ấn tượng ha. Ok, đầu tiên là động cơ là một ngựa 750W nha. Mình vừa mở ra bên trong kiểm tra thì toàn bộ là rất là như mới nha các bạn, như mới nha. Ở đây tự nhiên để ý tới chữ này nha, bộ suy chống nước các bạn nha, chống nước điện 220 50 Hz. Động cơ á, động cơ nó quay 1400 vòng, nó quay giảm tốc nha, nó quay giảm tốc. Thì đầu ra đó, đầu ra ở đây mình đấu thấy một cái tụ nè, đấu cái tụ chạy nha. Đầu ra thì các bạn nhìn nè, hơi lỏng nè. Đó, các bạn nhìn nè. 1 2 3 4. Đầu ra động cơ khoảng 60 vòng 1 phút, 60 vòng. 60 vòng 1 phút. Cái này rất là nguy hiểm các bạn. Khi cái tay mình kẹt vào bên trong nó sẽ nát luôn nha. Tại vì sao? Nha. Các bạn nào mà test chú ý giùm nha, để xa tay ra. Nè, kẹt vô đây nè. Các bạn nhìn cái lực nén nè. 1500 kg, 38 Nm/m nha. Lực cực đại nè, side die cực đại 1500. Thì cái bộ này á, nó là qua một hệ giảm tốc, giảm tốc. Các bạn nhìn bánh răng. Bánh răng này cũng đủ biết là dữ nha, quá dữ cỡ nào. Thì cái này nó hay chỗ là nó có luôn cái ly hợp. Nó có luôn cái cần ly hợp các bạn nha. Khi các bạn đẩy ra thì nó sẽ ngưng nha, nó sẽ ngưng đó. Khi mình đóng vô cho các bạn, đóng vô nha, thì nó sẽ chạy. Cái này ly hợp nha. Ok, để test ly hợp cho các bạn xem nha. Cái này mình chỉ đấu dây ấy thôi nha, các bạn nào về thì làm dây đàng hoàng lại chạy. Tại mình không có cái chui á, để mốt chuẩn bị cái chui đó. Các bạn nhìn nha, khi mình đẩy ra nè, đẩy ra là sao ta? À, nó ngưng nha các bạn, ngưng nha. Đóng lại chạy nè, chạy rất là êm nha. Mình vừa mở ra bên trong, quên quay cho các bạn xem. Mỡ bò rất là nhiều. Ở bề ngoài thì nhìn nó hơi cũ cũ, nhưng mà mở bên trong thì còn như mới. Ly hợp. Cái này thì cái phần ly hợp nó ngắt chưa hết các bạn, nhưng mà cơ bản thì vẫn ngắt vẫn ok nha. Tay mình vịn lại thôi. Mà khi mà vào tải á, khi vào tải á, thì nó không thể quay được khi mà ngắt ly hợp. Ok, bộ này thì cấp điện 220 và xài. Mình đã đấu sẵn cái tụ. Khách nào về mà không xài cái nhông này các bạn, mình tháo ra nha, lấy kìm phe mình tháo ra để đo coi cái cốt bao nhiêu. Cái cốt phi 22 á, cốt phi 22 nha các bạn. À xin lỗi, cốt phi 25 nha. Nè, cốt phi 25 nha các bạn. Ở phía ngoài thì có thể phía ngoài nó 22 hay sao. À đúng rồi, nó có cái bậc nha các bạn. Ở bên trong là 25. Còn cái phần mà nó bắt với cái bạc đạn, cái nhông rồi nè, thì nó nhỏ hơn chút nha, nó có cái bậc. Ok, với bộ này thì mình làm được những gì? Bộ này thì nó cũng khá là hầm hố. Vuông 200 200 200 200 200 160. Tổng cao là 250 nha.
250. Bộ này nặng khoảng 10 kg, 10 kg hơn. Với bộ này á, mình làm được những gì? Với bộ này thì các bạn lắp cho một dàn giảm tốc. Ví dụ đầu này ra nè, đầu này ra 60 vòng 1 phút. Đó thì mình lắp vào một cái hệ thống giảm, một cái trục để mà kéo một cái ứng dụng nào đó. Trục để kéo. Động cơ cũng rất là lớn, một ngựa. Cái khách nào cần xài gì thì báo nha. Ở đây mình có cái một cái ly hợp ha. Có phần ly hợp rất là hay. Ok, cái này giá mình bán để xem. 10 ký. Cái này bán 1.250.000 các bạn, 1.250.000 chưa bao gồm phí ship. Đấu sẵn tụ một đoạn dây ra để các bạn về các bạn đấu xài cho nó dễ. Ok, cảm ơn các khách đã xem video.